Hàn Quốc đang trở thành tâm dịch thứ hai sau Trung Quốc, khi Tổng thống nước này hôm ngày 25 tháng 2 tuyên bố tình hình dịch COVID-19 bùng phát ở Hàn Quốc là rất nghiêm trọng. Tính đến ngày 28 tháng 2, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại xứ sở Kim Chi này đã tăng lên trên 2.000, khiến 13 người thiệt mạng. Hơn 80% số ca nhiễm bệnh xảy ra tại thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang. Thủ tướng Việt Nam hôm ngày 26 tháng 2 cũng đã tuyên bố tạm ngừng nhập cảnh đối với các hành khách đến từ vùng dịch, trong đó có Trung Quốc và Hàn Quốc. Đài Á Châu Tự Do đã ghi nhận ý kiến của khách du lịch Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh về tình hình dịch COVID-19 đang bùng phát tại đất nước của họ. My family is coronavirus 만약 걸린다면 so dangerous하고 위험하기도 하고 왠지 very sad 할 것 같기도 해가지고. If my family infection, I'm so sad and I'm nervous because it's gone very dangerous. Ho Chi Minh City is safety than Korea. Yeah, I think safety in Ho Chi Minh, how dangerous is same Japan and Ho Chi Minh City. So the travel is not problem for me. I think China is more dangerous and Japan or Vietnam. Trước đó, hôm 24 tháng 2, 20 người Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam không chịu cách ly tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, mà lại yêu cầu được cách ly trong khách sạn. Sau vụ việc này, lãnh đạo Đà Nẵng hôm ngày 25 tháng 2 cho biết sẽ đưa 20 người Hàn Quốc trở lại Hàn nếu họ không chịu cách ly. Theo ghi nhận của chúng tôi tại Sài Gòn, vào ngày 26 và 27 tháng 2, tại các khu vực trung tâm của thành phố như khu vực nhà thờ Đức Bà, khu phố Tây Bùi Viện, khách du lịch Hàn Quốc thưa thớt hẳn. Nhiều người cho biết sau khi Nam Hàn bùng phát dịch, người Hàn sống tại Sài Gòn không dám ra đường, còn khách du lịch thì bỏ tour, quay về lại Hàn Quốc. Sở du lịch các tỉnh, thành phố tại Việt Nam cũng thông báo lượng khách du lịch đến từ Hàn Quốc giảm mạnh sau khi dịch bùng phát. Nó giảm khoảng 70%, chủ yếu là lượng khách ở ngoài Mũi Né do Sài Gòn không, chứ lượng khách Sài Gòn ra cũng như là ít 30%. Tuy là giảm theo chị thấy là giảm đến 80% giảm so với năm trước. Lễ từ lúc mà Hàn Quốc phát dịch đến giờ đường vắng luôn, không thấy khách Hàn Quốc luôn. Trước đó thì nhiều lắm, như là không còn nữa em, hết khách luôn. Lâu lâu thì có gặp 5-3 ngày mới được một hai người chứ không còn khách luôn. Coi như là khách Hàn Quốc là không còn, chỉ giờ chỉ còn phương Tây Âu thôi. Do ngoài người ta ít du lịch qua đây hay là ngoài sân bay kiểm soát hay sao không biết mà vắng lắm. Mình ở khách sạn đó ở đó Hàn Quốc nhiều thì cũng không có ảnh hưởng gì lắm, tại vì mặc dù Hàn Quốc là tâm dịch thứ hai lớn thế giới nhưng mà cái đó cũng là vấn đề của bên nước bạn. Còn lại ở cái khu vực trong thành phố mình á, thì chủ yếu cũng vẫn là người Việt hoặc là khách du lịch từ cái nước khác, thì người ta cũng đã qua kiểm tra ở sân bay rồi mới được cái nhập cảnh, nên em nghĩ không có vấn đề gì. Nói là nước nào cũng vậy hết, nếu mà đã có bệnh rồi thì chắc không vào được Việt Nam, tại vì tới cửa khẩu là người ta đã kiểm tra rất kỹ rồi. Dạ. Bên em cũng tùm lum khách nhưng mà Hàn Quốc nhiều, nhưng mà mùa này không có, cũng khách châu Âu cũng nhiều. Dạ, em cũng mong cho mau hết dịch chứ du lịch giờ quá trời tệ luôn, không thấy khách, cũng mấy công ty cũng rất là khổ sở. Dạ, không có lượng khách vào, cũng đường vắng là mọi người ra đường cũng sợ, thấy Hàn Quốc cũng sợ, thấy Trung Quốc cũng sợ. Chung thì tâm lý chung thì mọi người chắc là cũng sẽ lo ngại một tí, nhưng mà em nghĩ là mình cũng không nên là tỏ thái độ với người ta quá. Mong là cơ quan nhà nước phải có biện pháp khắc phục, có người vaccine thì nó sẽ đến lại, khách sẽ về lại. Muốn không phải riêng cho mình mà cho tất cả mọi người, mọi nước luôn, nhưng mà riêng đây thì mình du lịch mình sẽ khởi sắc trở lại. Chứ hiện tại thì với cái tình hình dịch này thì kể cả người phương Tây người ta cũng ngại, đúng không? Ta cũng sợ. Còn người Hàn Quốc thì tất nhiên là ta bị bên nước người ta cũng hạn chế mà nước mình cũng hạn chế luôn. Thì cái lượng đó thì ta sẽ không còn khách nữa thì khó lắm. Làm ăn thì rất là khó khăn. Tất cả các công ty du lịch lẫn bên khách sạn với đâu cũng vậy thôi. Trước tình hình dịch bệnh lây lan nhanh tại trên 50 quốc gia trên toàn cầu, mặc dù chính phủ Việt Nam hôm ngày 26 tháng 2 tuyên bố Việt Nam đã kiểm soát được dịch Covid-19 khi 16 người nhiễm đều đã được điều trị thành công. Tại thời điểm này, chính phủ Việt Nam đã có những động thái mạnh hơn khi áp dụng tờ khai sức khỏe với hành khách nhập cảnh từ Hàn Quốc và cách ly 14 ngày những người đến từ vùng dịch để tránh lây lan. Nhiều nước và nhiều hãng máy bay trong ngày 26 tháng 2 cũng đã thông báo ngừng các chuyến bay đến Hàn Quốc cho đến khi dịch được kiểm soát tốt tại đất nước này